Chiều qua, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự sinh hoạt chi bộ thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên được phổ biến quán triệt triển khai các văn bản của cấp trên, chi bộ thôn Đình Dù đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nghị quyết của chi bộ trong tháng 9, công tác phòng chống dịch COVID-19. Các đảng viên đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về những mặt đạt được và chưa đạt được, những mặt hạn chế và đề xuất các giải pháp để giải quyết, đồng thời tập trung thảo luận thông qua nghị quyết để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 với các nội dung cụ thể về công tác xây dựng Đảng, về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, về lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Đình Dù, đồng chí Trần Quốc Văn nhấn mạnh, chi bộ cần phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường sự thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm đóng góp xây dựng nghị quyết để chi bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tuyên truyền để nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chi bộ cần có những nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án. Thời gian tới, chi bộ thôn tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.